Đập Tam Hiệp từ khi còn đang là dự án ở trên giấy, đến khi đi vào hoạt động, cho đến nay vẫn chưa khi nào thoát khỏi những nghi ngờ về những tác động tiêu cực mà nó mang lại, đặc biệt là trong vấn đề môi trường, luôn khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an. Thông tin trên truyền thông còn chỉ ra rằng siêu đập Tam Hiệp đang bị tố cáo là thủ phạm đe dọa sự sống còn của hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Thực chất, việc siêu đập này bị chỉ trích vì nghi ngờ mang lại tác động tiêu cực là những thông tin tồn tại đã lâu, tuy nhiên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Và làm thế nào để có thể dừng lại những điều tiếng này cho con đập vẫn là câu hỏi cần thêm thời gian mới có thể trả lời. Trang thông tin điện tử tổng hợp Techsy đưa tin, Hồ Bà Dương được xem là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây, thông ra sông Dương Tử. Đây từng được xem là những địa điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch với chiều dài 173 km, chiều rộng 74 km. Hồ có diện tích mặt hồ lên tới 4.000 km2 vào mùa mưa và 1.000 km2 vào mùa khô. Tuy nhiên, đây là câu chuyện của nhiều năm trước. Hiện tại, mực nước của Hồ Bà Dương đã cạn tới mức thấp nhất và có nguy cơ trở thành đồng cỏ nếu tình trạng hạn hán kéo dài. Thậm chí, người dân có thể sử dụng các phương tiện di chuyển hay nhặt những đồng xu cổ đại ở đáy hồ để kiếm thêm thu nhập. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc đã đưa lệnh nghiêm cấm đánh bắt ở những khu vực môi trường không ổn định ở con sông dài nhất của Trung Quốc. Đến đầu năm 2021, việc đánh bắt cá xung quanh khu vực Hồ Bà Dương cũng sẽ bị nghiêm cấm trong ít nhất 10 năm. Những người ngư dân sống nhờ vào Hồ Bà Dương phản ánh rằng họ đã bị cáo buộc vô lý, dù cho không hề gây ra những vấn đề môi trường xung quanh hồ. Hiện tại, những người này buộc phải tìm kế sinh nhai khác vì hồ đã cạn đáy. Hồ Bà Dương đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ví như quả thận lọc nguồn nước cho 40% dân số Trung Quốc. Chính phủ cho rằng việc đánh bắt cá quá đà đã khiến số lượng cá trong hồ giảm xuống mức báo động, khiến những sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, tổn hại nghiêm trọng của hồ chứa nước này xuất phát từ hoạt động khai thác cát, xả trực tiếp nước thải không qua xử lý và chịu ảnh hưởng từ đập Tam Hiệp nằm cách 560 km trên thượng nguồn. Người dân xung quanh khu vực Hồ Bà Dương đã lên án dự án đập Tam Hiệp và cho rằng đây là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề cho hồ Po Giang vì đã tích trữ một lượng lớn nước khổng lồ để phục vụ cho thủy điện. Một ngư dân phàn nàn, đập Tam Hiệp đang chặn đứng mọi nguồn nước, mùa đông nào cũng cạn nước, nhưng năm nay hạn hán đã nghiêm trọng tới mức kỷ lục. Tuy nhiên, một giáo sư tại Đại học Alabama, David Sengman, đã nghiên cứu và cho rằng nguyên nhân chính đằng sau những vấn đề của Hồ Bà Dương là nạn khai thác cát. Theo đó, giáo sư cho hay việc khai thác cát đã khiến nước thoát đi nhanh hơn, nhiều hơn ở vùng phía bắc của hồ. Việc khai thác bằng tàu nạo vét lớn đã làm tổn hại ngành đánh bắt cá rất nhiều. Khi lòng hồ sâu hơn, ngư dân gặp nhiều khó khăn hơn khi đánh cá bằng lưới. Khai thác cát cũng đã làm nguy hại tới hệ sinh thái hồ. Theo Reuters, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách để hạn chế tình trạng này. Lượng cát được khai thác hàng năm sẽ chỉ được giới hạn còn 39,9 triệu tấn trong giai đoạn 2019-2024, giảm 26,9% so với giai đoạn 2014-2018. Tàu nạo vét sẽ chỉ được hoạt động trong khu vực rộng 65 km bằng 1/4 so với mức trước đó. Chính sách mới cho thấy chính quyền đã nhận thức được rằng việc khai thác cát là vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường. Tuy nhiên, hạn chế hoạt động này không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức. Trung Quốc hiện đang nỗ lực chấm dứt những hệ quả môi trường kinh hoàng trên sông Trường Giang. Ông Tập nói hồi sinh hồ Po Giang là một bước quan trọng trong việc khôi phục các vùng dọc bờ sông. Nhưng các chuyên gia cho biết không thể đảo ngược tình trạng xung quanh hồ. Thậm chí, trước khi đập Tam Hiệp và nạn khai thác cát bùng nổ, nước trong hồ đã sụt giảm nhiều vì tình trạng đòi đất nông nghiệp và chống lũ thông qua hệ thống đê điều. Ông Sengman nói, mọi thứ đã thay đổi đáng kể, lượng nước trong hồ, trong sông Trường Giang đều bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người. Đây không phải là lần đầu tiên đập thủy điện lớn nhất hành tinh, đập Tam Hiệp, vướng vào tranh cãi, khi trước đó dư luận Trung Quốc cho rằng con đập này đã tạo ra hệ quả nghiêm trọng đến xã hội, môi trường, hệ sinh thái, cũng như đe dọa mạng sống của hàng tỷ người.
Cũng nằm trong những mối lo liên quan đến sự tác động tiêu cực của con đập, thông tin mới đây nhất dường như cũng không đứng ra bảo vệ siêu đập này mà còn khiến cho nó bị chỉ trích nhiều hơn. Cụ thể, nguồn tin từ các nhà chức trách cho biết sông Dương Tử, con sông có đập Tam Hiệp chắn ngang và hai hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đang có nguy cơ bị bức tử, trong đó có sự góp phần không nhỏ của siêu đập lớn nhất nhì thế giới. Theo báo Lao động, tờ SCMP đưa tin, Văn phòng Giám sát Trung ương về Bảo vệ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc ra báo cáo cho biết tình trạng ô nhiễm và khai thác bất hợp pháp đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hồ Bà Dương và Động Đình, hai hồ điều hòa của sông Dương Tử. Hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa mực nước sông Dương Tử, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì cân bằng sinh thái khu vực. Tuy nhiên, theo báo cáo, các quy định về đê thấp ở hồ Bà Dương không được thực thi, lệnh cấm đánh bắt cá ở các vùng nước trọng điểm và bảo vệ đời sống thủy sinh không được thực hiện đầy đủ và vấn đề ô nhiễm nông nghiệp rất đáng báo động. Chính quyền địa phương sau đó đã tiến hành điều tra riêng và phát hiện 44 con đê bất hợp pháp vẫn còn tồn tại. Hồ Bà Dương cũng bị đe dọa bởi việc thực thi lệnh cấm đánh bắt cá thiếu hiệu quả. Năm 2021, Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá thương mại trong 10 năm đối với sông Dương Tử, lệnh cấm đầu tiên như vậy trên con sông dài nhất châu Á nhằm bảo vệ đời sống thủy sinh tại đây. Lệnh cấm đã được áp dụng trên dòng sông chính và các phụ lưu chính. Hồ Bà Dương là nơi sinh sống của loài cá heo không vây Dương Tử đang có nguy cơ tuyệt chủng. Gần 98% tổng số Sếu Siberia, một loài cực kỳ nguy cấp, cũng trú đông ở đó. Tuy nhiên, báo cáo cho biết các loài sinh vật này vẫn tiếp tục phải đối mặt với mối đe dọa từ các băng nhóm săn trộm. Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu trong khu vực lưu vực hồ đã dẫn đến nồng độ phốt pho trong nước cao đến mức không còn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài các hoạt động của con người, các hồ nước và môi trường sống của nhiều loài cũng bị đe dọa bởi tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm lũ lụt và hạn hán thường xuyên. Hồ Bà Dương trong những năm gần đây ghi nhận mùa khô sớm hơn và khắc nghiệt hơn, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới. Đối với hồ Động Đình, nằm ở tỉnh Hồ Nam và có diện tích lớn thứ hai sau hồ Bà Dương, mối đe dọa hàng đầu là khai thác cát trái phép và trồng cây bất hợp pháp khiến hệ sinh thái của hồ bị phá hủy. Báo cáo cho biết các bờ tự nhiên của sông Dương Tử và một số nhánh chính của sông cũng bị xâm lấn nghiêm trọng, đặc biệt là do xây dựng trái phép. Một số cảng vượt quá diện tích quy hoạch và xây dựng không phép. Chất thải công nghiệp và sinh hoạt cũng được phát hiện gây ô nhiễm nghiêm trọng hệ thống sông Hồ. Tại huyện Vân Dương, Trùng Khánh, nước thải công nghiệp và sinh hoạt đã được thải trực tiếp vào sông Tiêu, một nhánh chính của sông Dương Tử. Sông Mekong, một nhánh quan trọng khác, bị đe dọa bởi hai cảng than và cát mà không có hệ thống phun nước và che chắn thích hợp. Báo cáo nhấn mạnh rằng các quy định và mệnh lệnh hiện hành nhằm khắc phục việc xây dựng bến tàu bất hợp pháp đã không thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả toàn diện. Đáp lại, các cơ quan chính phủ ở nhiều thành phố và quận huyện được trích dẫn trong báo cáo đã bày tỏ cam kết khắc phục các vấn đề này. Có thể nói rằng vấn đề môi trường tại đập Tam Hiệp vẫn là cây gai lâu ngày chưa được gỡ bỏ, gây nhiều tranh cãi không đáng có và khiến người dân giảm bớt sự tin tưởng vào lợi ích của siêu đập này. Với tình hình hiện tại, việc làm sao để đưa siêu đập Tam Hiệp thoát khỏi búa rìu dư luận thật sự là bài toán khó, khiến nhà điều hành con đập phải đau đầu. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, vào ngày 16 tháng 8 năm 2022, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đẩy nhanh lượng nước xả lên 500 triệu mét khối vào trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử trong 5 ngày tiếp theo để giúp giảm bớt hạn hán kỷ lục. Wang Jinjun, một người về hưu 62 tuổi, đã bơi qua sông Dương Tử ở Vũ Hán hầu như mỗi ngày trong thập kỷ qua, cho biết ông chưa bao giờ thấy hạn hán như thế này trước đây. Một mùa hè khắc nghiệt đã gây thiệt hại cho con sông dài nhất châu Á, chảy qua Trung Quốc khoảng 6.300 km và nuôi dưỡng các trang trại, cung cấp phần lớn lương thực cho đất nước, cũng như cung cấp nước cho các trạm thủy điện lớn, bao gồm cả đập Tam Hiệp. Một năm trước, nước sông Dương Tử dâng cao gần bằng bờ sông nơi ông Quan bơi. Hiện tại, mức nước đang ở mức thấp nhất vào thời điểm này trong năm kể từ khi các kỷ lục bắt đầu được ghi vào những năm 1960 để lộ những vũng cát, đá và bùn nâu dì ra mùi tanh của cá thối rữa. Ông Quan nói, nước còn tiếp tục cạn.
Tuần trước, ông phải xuống gần 100 bậc, thường ẩn dưới dòng nước để giải nhiệt vào một ngày 40 độ C oi bức. Không chỉ riêng sông Dương Tử, lượng mưa thấp ở các khu vực khác của Trung Quốc cũng đã khiến các con sông giảm xuống mức thấp, với 66 sông cạn kiệt hoàn toàn. Ở một số nơi, nguồn cung cấp nước địa phương đã cạn kiệt và nước uống phải được chờ đến. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã công bố cảnh báo hạn hán quốc gia cho lần đầu tiên sau 9 năm. Người dân ở nhiều vùng của Trung Quốc đang phải trải qua 2 tháng nắng nóng gay gắt, hàng trăm nơi ghi nhận nhiệt độ hơn 40 độ C và nhiều kỷ lục đã bị phá vỡ. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2022, nhiệt độ ở Trung Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên đạt 45 độ C, là mức cao nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc bên ngoài khu vực Tân Cương, vùng chủ yếu là sa mạc. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2022, nhiệt độ trong thành phố không dưới 34,9 độ C là nhiệt độ tối thiểu cao nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc vào tháng 8 năm 2022. Nhiệt độ tối đa là 43,7 độ C. Đây là đợt nắng nóng dài nhất và nóng nhất ở Trung Quốc kể từ khi các kỷ lục quốc gia bắt đầu được ghi vào năm 1960, theo nhà sử học thời tiết Maximiliano Herrera, người theo dõi nhiệt độ khắc nghiệt trên khắp thế giới. Đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất được ghi nhận ở bất kỳ đâu. Tờ New Scientist dẫn lời ông Herrera nói, không gì trong lịch sử khí hậu thế giới có thể so sánh được với những diễn biến đang xảy ra ở Trung Quốc. Theo tờ Japan Times, mực nước cạn kiệt tại sông Dương Tử đã làm ảnh hưởng đến việc phát điện tại nhiều nhà máy thủy điện quan trọng, gây ra sự hỗn loạn về năng lượng trên nhiều vùng của đất nước. Điện từ đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, đã giảm khoảng 40% so với năm ngoái. Các thành phố lớn bao gồm Thượng Hải đang tắt đèn, thang cuốn và điều hòa nhiệt độ. Tesla đã cảnh báo về sự gián đoạn chuỗi cung ứng cho nhà máy ở Thượng Hải. Các công ty khác như là Toyota Motor và Contem, Poretti, Amperex Technology, nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới cho xe điện, đã đóng cửa các nhà máy. Sản lượng thủy điện giảm do mực nước thấp, Tứ Xuyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi tỉnh này phụ thuộc tới 80% vào thủy điện. Trong khi sản lượng thủy điện giảm 50% thì nhu cầu điện tăng 25%. Hàng nghìn nhà máy trên địa bàn tỉnh đã phải ngừng hoạt động vì thiếu điện trong bối cảnh nhu cầu điều hòa không khí tăng cao. Các văn phòng và trung tâm mua sắm cũng được yêu cầu giảm ánh sáng và điều hòa không khí để tiết kiệm điện. Trong khi đó, theo CNN, Tứ Xuyên là một trung tâm quan trọng về sản xuất pin năng lượng mặt trời và chất bán dẫn. Theo Bloomberg NEF, thủy điện là nguồn năng lượng sạch lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 18% sản lượng điện của đất nước vào năm 2020. Quốc gia này cũng có hệ thống điện mặt trời và điện gió lớn nhất thế giới, đồng thời đang tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo khi cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Các công ty Trung Quốc đã đầu tư 98 tỷ đô la Mỹ vào năng lượng sạch trong nửa đầu năm 2022, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Tình trạng trên càng làm hiện ra những mối quan tâm của Trung Quốc với con đập, đặc biệt là vấn đề nước và điện. Bằng chứng là Trung Quốc đã có thông báo xây dựng đường hầm cực lớn, dẫn nước từ đập Tam Hiệp về Bắc Kinh với mục đích chính là để củng cố mạng lưới cấp nước xương sống trên toàn quốc và giảm thiểu tình trạng thủy lợi phân bố không đồng đều ở miền Nam và miền Đông của Trung Quốc. Gấp đôi đường hầm dẫn nước dài nhất thế giới hiện tại. Đường hầm Yinjiang Buhan, hay còn gọi với cái tên là Dẫn Giang Bổ Hán, sẽ đưa nước từ đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới ra sông Hán Giang, là một nhánh chính của sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang. Đến hồ chứa Đan Giang Khẩu ở hạ lưu sông Hán Giang, nước sẽ chảy về phía Bắc đến tận Bắc Kinh qua con kênh mở dài 1.400 km của dự án chuyển hướng nước Nam Bắc là Nam Thủy Bắc Điều. Paziande, đường hầm dẫn nước dài nhất thế giới ở Phần Lan, trải dài 120 km trong nền đá sâu 130 m. Theo SCMP, đường hầm Yinjiang Buhan dài gấp đôi và nhiều phần sẽ đi sâu tới 1 km dưới lòng đất. Theo một bài viết vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 của Nhật báo Quang Minh có trụ sở tại Bắc Kinh cho hay sẽ mất một thập kỷ và 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,9 tỷ đô la Mỹ để xây dựng đường hầm Yinjiang Buhan. Niu Xin Quyang, Chủ tịch Viện Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế và Nghiên cứu Trường Giang cho biết Yinjiang Buhan sẽ kết nối đập Tam Hiệp và dự án chuyển hướng nước Nam Bắc, hai cơ sở hạ tầng quan trọng của Trung Quốc. Lễ khởi công diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
Zhang Xiangwei, vụ trưởng vụ kế hoạch Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết Yin Jiang Buhan là dự án khởi đầu cho các dự án khác. Ông Zhang nói với Nhật báo Quang Minh sẽ có nhiều dự án tiếp theo để mở rộng và củng cố các mạng lưới cấp nước xương sống trên toàn quốc. Hệ thống thủy lợi của Trung Quốc được phân bố không đồng đều. Khu vực miền Đông và miền Nam Trung Quốc thường xuyên bị lũ lụt, trong khi tình trạng thiếu nước đã hạn chế nghiêm trọng sự phát triển kinh tế và sản xuất lương thực ở các khu vực miền Tây và miền Bắc. Sự suy thoái của nền kinh tế do đại dịch đã thúc đẩy chính phủ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn để kích thích tăng trưởng. Liang Sumin, nhà nghiên cứu về kinh tế và phát triển của Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết tổng chiều dài của các đường hầm và kênh đang được xây dựng hoặc được lên kế hoạch dẫn nước ở Trung Quốc có thể lên tới gần 20.000 km, tương đương khoảng cách của một chuyến đi khứ hồi từ Thượng Hải tới Sydney ở Mỹ. Nhưng liệu những dự án này có nên được xây dựng hay không là chủ đề của cuộc tranh luận đang diễn ra, ông nói. Theo ước tính của Liang, các dự án sẽ tiêu tốn hơn 9.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1.330 tỷ đô la Mỹ trong vòng 30 năm tới, tương đương khoảng 8% GDP của Trung Quốc vào năm ngoái. Nhưng cơ sở hạ tầng có thể nâng sản lượng lương thực hàng năm của Trung Quốc lên hơn 540 triệu tấn, gần bằng tổng sản lượng nông nghiệp hiện tại của Mỹ. Trung Quốc đang sản xuất 660 triệu tấn lương thực mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng để đáp ứng mức sống ngày càng cao của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, quốc gia này nhập khẩu hơn 100 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm. Theo Liang, cơ sở hạ tầng dẫn nước mới có thể biến gần 750.000 km vuông đất hoang vu lớn hơn diện tích của Chile thành những trang trại thích hợp để trồng lúa mì, ngô, đậu và các loại cây trồng khác. Liang cho hay, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tiêu thụ lương thực sẽ chậm lại trong tương lai do dân số giảm, Trung Quốc có thể trở thành nước xuất khẩu dòng ngũ cốc và hạt có dầu vào năm 2043. Và sau năm 2050, khối lượng lương thực xuất khẩu dòng hàng năm có thể đạt hơn 100 triệu tấn. Theo một số nhà khoa học, cơ sở hạ tầng tái phân phối nước khổng lồ này có thể làm thay đổi cảnh quan của Trung Quốc. Ví dụ, dự án chuyển hướng nước từ Nam sang Bắc đã đưa 54 tỷ mét khối nước từ khu vực sông Dương Tử để đáp ứng nhu cầu của hơn 140 triệu người ở miền Bắc Trung Quốc kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2014, gần bằng số lượng của nước trong toàn bộ sông Hoàng Hà. Điều này dẫn đến những thay đổi gần như ngay lập tức, tuy nhiên một số thay đổi hoàn toàn bất ngờ. Tại một vài thành phố như Hình Đài, nước ngầm dâng cao đến mức tràn vào một số bãi đậu xe và hầm trú ẩn dưới lòng đất. Theo các nhà khoa học tham gia dự án, Trung Quốc đang xây dựng đường hầm dài nhất thế giới ở Tân Cương với hơn 20 máy khoan đường hầm, số lượng máy khoan lớn nhất hành tinh hoạt động đồng thời. Ngoài ra, Trung Quốc còn có một kế hoạch chuyển hướng nước tuyết tan từ Tây Tạng cao nguyên đến sa mạc Gobi và Taklamakan. Đây là nỗ lực kỹ thuật thủy lợi lớn nhất trong lịch sử loài người. Hiệu quả tổng thể và tác động môi trường của các dự án này phần lớn vẫn chưa được biết đến. Một nhà địa chất học ở Bắc Kinh cho biết, nhiều dự án dẫn nước này, bao gồm cả đường hầm Yin Jiang Buhan, phải đi qua một số địa hình khó khăn nhất trên trái đất. Các kỹ sư và công nhân đào hầm phải đối mặt với một danh sách dài các thách thức, bao gồm áp suất nén trong đá sâu, vùng đứt gãy hoạt động, lũ lụt và nhiệt mà ngay cả máy móc cũng không thể chịu được. Nhưng Yang Quigui, nhà khoa học chính của Viện Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế và Nghiên cứu Trường Giang ở Vũ Hán cho biết Trung Quốc đã giải quyết hầu hết các vấn đề kỹ thuật này với một số lượng lớn các cải tiến kỹ thuật đạt được trong 5 năm qua. Ví dụ, Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hầu hết các đường hầm dẫn nước được xây dựng gần đây từ lập kế hoạch dự án, xây dựng và kiểm soát chất lượng cho đến hoạt động lâu dài. Theo nhóm của Yang, một số đường hầm dẫn nước của Trung Quốc đang được xây dựng ở phía tây Gobi hoặc là Himalaya đã lên tới gần 300 km và sâu hơn 2 km. Có thể thấy rằng vai trò của các đập thủy điện ở Trung Quốc là vô cùng lớn, nên việc xảy ra tình trạng hạn hán hay thiếu điện bỗng đẩy các con đập vào những áp lực không mong muốn. Đồng thời, có lẽ những điều này cũng vô tình trở thành bài toán khó cho chính quyền và nhà đầu tư của các con đập về hướng xử lý vấn đề, đảm bảo cuộc sống cho bà con nhân dân.